xăng với lại xịt cho anh cái độc đó. Thank you.
Không mấy bữa ngủ. Thế nhanh là thôi chịu đi. Có số chị Trang không? Có số chị Trang không? Có số
Bố mày đâu? Xe xong cho em ơi. Xong rồi ạ. Của em, của anh tổng thể hết bao tiền nhỉ? Của anh em lấy 200 anh ạ. Em gửi nhé. Vâng. Cảm ơn nhé.